Và trong cái dịch Covid vừa rồi em cũng có hỗ trợ những cái bệnh nhân F0 để họ tập thở và phục hồi hơi thở. Và trong cái cộng đồng của em thì đang hỗ trợ họ để phục hồi. Và hiện đến nay thì em vẫn còn đang hỗ trợ cho những bệnh nhân F0. Tôi qua đây tôi coi. Anh nào hơi khó ha, 11 anh hốt hết cho chị. Hồi nãy bạn nói nhiêu ký chị? Nhiêu ký quên rồi. Ký thì 67 anh ta. 67 ký. 11 anh mà nhận ra trúng một anh đó luôn. Trời ơi. Mà nhóm tụi em thường bán để gây quỹ cho những học sinh nghèo hay những trẻ em vùng sâu vùng xa. Và đây là cái khăn mà tụi em bán gây quỹ. Bắt nút thì phải tụi em. Lấy khăn quá anh thầy luôn. Anh không bắt nút thì phải tụi em. Lấy khăn quá anh thầy luôn. Chào hai bạn, bây giờ mình đã vào vị trí rồi ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Rồi em trai sẽ giới thiệu trước, mình tên là gì? Em tên là Nguyễn Văn Tròn, sinh năm ngày 25 tháng 2 năm 1981, quê ở An Giang nhưng mà sinh sống và làm việc ở Bình Tân, Hồ Chí Minh. Mình làm công việc gì vậy Tròn? Làm bên văn phòng, mà làm bên phòng kinh doanh. Nó là bên công nghệ chế bản lõm, chế bản để in, chế bản in ống đồng. Rồi được. Điểm mạnh điểm yếu của Tròn là gì? Điểm mạnh của em là trong công việc, cuộc sống thì em năng động, hay tích cực, hay thích học hỏi. Còn điểm yếu là dễ tin người với hay cũng nóng tính, mà nóng xíu, nóng xong rồi. Ok, cảm ơn Tròn nha. Rồi em gái mình giới thiệu nha. Em tên là Lý Thị Yến Phương, em sinh năm 1981. 81 luôn. Ồ, nay hai bạn bằng tuổi nhau ha. Rồi hiện tại là em làm kế toán ở một công ty xây dựng quận 7. Dạ, quê em ở Long An. Và hiện tại thì em sống ở Gò Vấp. Điểm mạnh điểm yếu của mình trong công việc là gì nè? Điểm mạnh của em là tự tin, năng động. Và điểm yếu của em là hơi nóng giận một chút xíu. Nhưng mà cái phần điểm yếu đó thì em cũng đã khắc phục được rất là nhiều sau khi mà em học về yoga. Và thẳng thắn, giống như là đôi khi giống như là người ta nói sự thật mất lòng á, thì cái thà em muốn cái gì mình nói trước ra hết còn hơn là sau này để trong lòng, em là nói thẳng một tẹt ra luôn. Rồi tình trường thì sao, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì mối tình thì cũng đã trải qua 3 mối tình rồi. Mối tình lâu nhất là lúc mà hồi học cấp 3, được 3 năm thì nói chung là cả bạn đó có một sự cố thì hiện tại bạn đó thì không còn nữa. Là không còn nữa là lúc đang quen với em luôn hay là sau này thôi? Lúc mà quen với em đó chị. Và lúc mà khi mà em cũng lúc 12 em vừa ra trường á thì bạn đó bị tai nạn mất. Chắc là lúc đó buồn lắm phải không? Mất bao nhiêu lâu thì mình mới bình thường trở lại khi mà mình mất đi một cái người thân như vậy? Nói chung là thì nó cũng kéo dài cũng hơn 10 năm. Và nói chung mà nó để đến hôm nay thì mình vẫn có một cái chút gì đó vẫn còn cảm thấy lưu luyến. Biết nhau và quen nhau qua dạng thư học bàn á, nó rất là đơn giản nhưng mà làm cho mình cảm thấy mình quý mến. Nhưng mà nó sốc là tại vì mình mất một cách đột ngột, mình không có cơ. Đúng không? Chứ ví dụ mình yêu nhau rồi phản bội hay chia tay một thời gian thì mình cũng sẽ quên người đó khi mình có cái mối tình mới. Nhưng mà vì cái đó là cái người đó đi luôn mãi mãi thì mình sẽ nhiều cái hoài niệm và tiếc nuối. Mỗi khi mình nghĩ về những cái quá khứ rất là đẹp của cả hai. Sau đó bao lâu thì em mới có mối tình thứ hai? Cỡ khoảng 28 thì lúc khoảng 29-30 gì đó thì cũng có cả chục năm sau đó. Dạ. Rồi sao, những mối tình sau này có cái gì đặc biệt không? Mối tình sau cùng thì cũng khoảng cỡ có 1 năm mà chị. Mà tuổi đó là lấy được rồi sao chia tay nữa? Em không thích cái một người đàn ông mà thiếu tự tin. Tại vì giống như là bạn đó có một lần vấp ngã trong hôn nhân rồi nên bạn đó thiếu vào niềm tin vào em rất là nhiều. Giống như là khi mà em đi chơi với bạn bè hay cái gì đó thì khi mà bạn đó nhắn tin cho em mà em không trả lời lại thì bạn đó hay nghi ngờ, nói là em không thương bạn ấy hay là không có lo lắng cho bạn ấy. Em cảm thấy như là em bị kiểm soát về thời gian quá nhiều. Rồi ai là người chủ động chia tay? Lúc đầu thì bạn đó hay nhắn tin là chia tay em. Bạn đó là nhắn tin là chia tay em. Mỗi lần giận cái là chia tay đó phải không? Dạ, nó nhắn tin chia tay em. Nhưng mà sau đó thì làm quà trở lại và trải qua 2-3 lần như vậy rồi nên em dừng lại. Rồi. Tròn thì sao Tròn? Mới quen một mối tình là cưới luôn á. Quen xong cưới luôn. Là có kết hôn một lần rồi. Kết hôn xong rồi ly hôn cũng được 2 năm mấy nè. Ly hôn 2 năm mấy, có cháu nào chưa? Chưa. Hôn nhân đó là kéo dài bao lâu? Kéo dài cũng 5 năm. 5 năm? 4-5 năm. 4-5 năm rồi tại sao lại chia tay? Có nhiều chuyện xảy ra hoài, không có làm dâu luôn á. Ở riêng hay ở riêng luôn á, nhưng mà cũng có sức mất. Ví dụ lâu lâu tới chơi bên dòng họ ba mẹ thì em cũng muốn quá giải rồi cho nó nhỏ rồi nó biến tăng biến luôn, cái lớn nhỏ nhỏ tăng biến luôn, nhưng mà cô ta cứ giống như không hiểu nổi. Rồi bây giờ mong muốn tìm một người như thế nào nè? Chỉ cần thứ nhất là về cái đức hạnh thì hiền ấy, hiền hòa thôi.
rồi biết dòng họ hai bên. Công việc thì nếu mà có thì càng tốt, ổn định, hai người cùng làm tốt hơn, đừng có mập quá. À, không thích mập hả? Không, mập quá không. Như vậy Tường vậy là mập hay là... À, như Tường vậy được. Là vừa phải không? Rồi, được. Vừa, vừa. Hai chị em mình là cũng vừa, cùng cùng cạn với nhau, được. À, rồi. Là coi như bây giờ là khẳng định lại nè, để cho bạn gái đừng có hoang mang nè. Mình ly hôn là do là không phải là làm dâu mà gây có xích mích, mà ở riêng mà vẫn xích mích. Cho nên quý vị nhiều, có nhiều phụ nữ đến chương trình Tường hỏi là có ngại làm dâu không, là cứ ngại sợ xích mích. Nhưng thật ra cái chuyện xích mích á là do cái tính cách của con người, chứ không phải là do làm dâu hay không làm dâu. Nhiều khi lâu lâu tới chơi ba mẹ bà con dòng họ tới chơi một lần mà cái tính đã xích mích rồi là vẫn xích mích. Còn có nhiều người ở trong nhà càng đông càng vui, hiếu thuận trên dưới, thấy không, nó vui vẻ rồi rồi ông bà lo cho con cái mình giùm tốt muốn chết, đâu có gì đâu xích mích. Cho nên là ăn thua cái tính người thôi, chứ không phải là do mình ở hay... Cô ta ông già thì chứ em là con cưng, mẹ thương lắm, nhưng mà tại em thích, không thích sống gia đình, thích tự lập, nhưng mà mẹ lo lắm. Mỗi lần mà mẹ qua thằng Xế không làm dâu thì mẹ làm dâu ngược lại, mẹ qua là mẹ nấu nước rồi hết luôn á. À, đi chợ thì hai mẹ con đi chợ chung nha. À, mẹ cũng hòa đồng lắm, rồi về nấu nước là mẹ nấu cho mình nấu, nấu cho anh. À, thì mình cũng không biết sao, chỉ sao không hiểu. Thôi kệ đi em ơi, cái này số vậy rồi. Tại có xích mích hôm nay mới ngồi đây, chứ không xích mích nay đâu có ngồi đây ha. Thôi cái gì qua rồi, quá khứ là mình bỏ qua, mình sang một cái trang mới nó tươi sáng hơn. Thế còn bây giờ em là muốn tìm một cái người chồng tương lai như thế nào nè? Dạ em cần một người phải chân thành, cũng là phải biết cả gia đình hai bên, tự tin. Chứ em không thích những người mà giống như là họ không tự tin trong cuộc sống. Tự tin là tự tin trong cuộc sống. Dạ đúng. Rồi phải tự có niềm tin trong tình yêu nữa. Dạ đúng không? Dạ đúng. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Cao hơn em là được. Em cao 1m53. 1m53, dạ. Được. Em không thích người giả dối á. Nói như là em muốn thân cái gì thì cứ thẳng thắn ngay từ ban đầu. Rồi em có ngại khi một người đàn ông đã từng gãy đổ không? Dạ không. Tại vì ai cũng có cái quá khứ gì đó, hay là một lần đổ vỡ. Nhưng mà cái đổ vỡ cũng không đánh giá được cái họ là người như thế nào. Nhưng mà ví dụ như em muốn lấy người đó thì em có muốn có tìm hiểu về cái quá khứ của người đó không? Dạ em, nếu người đó chia sẻ cho em thì em sẵn sàng nghe. Còn nếu như là người đó không muốn chia sẻ thì em cũng không muốn biết. Thôi nhưng mà quan trọng là phải tìm hiểu thêm về gia đình, những mối quan hệ xung quanh thì mình nên tìm hiểu. Bởi vì người ta nói chọn vợ hay chọn chồng là mình phải nhìn có cái cách mà cái người đó đối với những người xung quanh như thế nào. Nhiều khi họ đối với mình họ tốt, nhưng mà đối với những người xung quanh không tốt thì mình cũng phải nên coi lại về cái nhân cách, về cái đạo đức. Cái đó quan trọng. Bây giờ thì đâu cho chị Tường xem hình của hai bạn coi. Trời ơi hình nó đông quá vậy. 1 anh, 2 anh, 3 anh, 4 anh, 5 anh, 6 anh, 7 anh, 8 anh, 9 anh, 10 anh, 11 anh. Trời ơi hôm nay em sướng lắm nha. Em được chọn cho 11 anh, em chọn 1 anh. Đây em cao mét mấy? Chọn 64. Đây một cô gái cao 1m53. Đơn giản, chỉ có 4 cô thôi, dễ chọn. Mà điện thoại mình có thể mở lớn ra mình nhìn nữa. Đâu cô nào? Cô này 53. Cô nào? Đây hả? Chắc cú nha. Đây phải không? Rồi để yên nó đi, tôi qua đây tôi coi. Anh nào? Hơi khó ha, 11 anh hốt hết cho chị. Hồi nãy bạn nói nhiêu ký chị? À, nhiêu ký quên rồi. Ký thì 67. 67 ký. Mét 64. Em chọn người này. Anh đó đó hả? Dạ. Anh đứng đó đó hả? Tôi không biết luôn, đông quá. Để từ từ mở cửa ra tôi dòm. Đứng hay ngồi? Đứng. Đứng hả? Ủa trời, không lẽ bà này chọn đứng ta? Chị là chị tưởng đâu anh này nè. Mà sao em chỉ anh này? Anh này phải không? Mà ổng nói đứng thì đứng là chị đúng, chắc đúng rồi. Trời ơi cô này hay vậy ta. 11 anh mà nhận ra trúng một anh đó luôn. Trời ơi. Một, hai, ba. Dạ chào. Bây giờ trước tiên xác định giùm chị coi là đưa cho ảnh nhìn cái tấm hình quay vô phải ảnh không? Chắc phải người thứ hai này không anh? Đúng. Trời ơi hay quá, trời ơi tôi nổi da gà luôn. 11 anh mà làm sao mà có thể nhận ra được. Sao em chọn hay vậy? Chắc là linh cảm. Linh cảm ha. Ngon lành. Ngồi sao ngồi bẻ tay hoài, mở cửa rồi đó, xong rồi đó. Nè. Dễ tặng. Dạ rồi. À, em cũng có món quà tặng anh. Ừ, cảm ơn. Cái này em cũng gửi tặng chị. Ủa vậy hả, chị có quà luôn hả? Cảm ơn em nha. Rồi nhưng mà chị tò mò món quà của em hơn á. Quà em quà gì vậy? Rồi hỏi coi sao em tặng anh cái khăn. Ủa cái khăn này dùng để làm gì? Đó, không biết dùng làm gì phải hỏi. Hỏi đi. Em giới thiệu là anh, đây là khăn rằn. Thì nó cũng là một cái thứ mà đặc sản giống như của người miền Tây. Thì em cũng là người miền Tây. Ừ. Và đây là cái khăn rằn mà nhóm tụi em thường bán để gây quỹ cho những học sinh nghèo hay những trẻ em vùng sâu vùng xa. À. Và đây là cái khăn mà tụi em bán gây quỹ. Rồi hôm nay tặng ảnh có ý đồ gì, có mục đích gì không? Có gửi gắm gì trong này không?
có chị. Đâu nói cho một cái kiểu gắn anh rồi. Là không bấm nút rồi mẹ tụi em lấy anh quá anh lại luôn anh là không bấm nút rồi mẹ tụi em lấy anh quá anh lại luôn đó nghe chưa. Sao khi trái tim này mở ra rồi nhận quà của bạn gái thì cảm xúc của Tròn hiện tại như thế nào? Bất ngờ. Bất ngờ vụ gì? Bất ngờ về món quà hay bất ngờ về con người? Bất ngờ về quà. Đây tôi Tròn chưa? Nhận dạng trong hình cũng khác. Đây tôi đeo vô cho đẹp trai rồi nói chuyện rồi. Đó chưa ấm chưa để bớt rung. Em có cảm xúc như thế nào khi mà lần đầu tiên cánh cửa trái tim này mở ra? Dạ thì em cũng rất là vui khi được cái biết cái người bạn đối diện của mình. Rồi thế bây giờ thì chị Tường sẽ dành cho hai bạn một cái không gian riêng để hai bạn có thể trò chuyện với nhau được nhiều hơn. Rồi hai bạn sẽ cùng nhau thưởng thức một buổi ăn trưa với chương trình nha. Mời hai bạn ăn buổi trưa ngon miệng. Anh công tác ở bên đây là lâu chưa? Trước kia làm cũng nhà công ty này luôn nhưng mà công ty em nằm ở đường Ngọc Sơn Bo Bình Dương. Chuyển về đây 2007. Lúc mà dịch này thì anh có về nhà không? Có đâu về được đâu. Dạ. Về quê đâu được đâu. Tại chỗ ở tại chỗ không dám đi đâu. Dạ. Cái đầu anh giờ nhìn là biết rồi. Cào lên luôn, giờ ra chưa kịp luôn. Dạ. Vậy là ở nhà là tự cắt tóc đúng không? Không, nhờ bạn có tâm đơ đẩy. À, em thấy ở đây có chữ ma. Là không biết là đang tò mò là anh sợ ma hả? Ủa tại sao? Sợ khi mà ngủ á, đi ngủ á, nhắm mắt lại ngủ một mình mà giống như có linh cảm gì á. Từ nhỏ thì ta nghe tao ma 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 sợ với coi phim ma đâu. À có nghĩa là sợ ma mà vẫn thích xem phim ma. Yoga. Ồ vậy em có tập yoga? Em có tập yoga, em theo yoga cũng hơn 5 năm rồi. Và trong cái dịch Covid vừa rồi em cũng có hỗ trợ những cái bệnh nhân F0 để họ tập thở và để và phục hồi hơi thở. Và trong cái cộng đồng của em thì đang hỗ trợ họ để phục hồi. Và hiện đến nay thì em vẫn còn đang hỗ trợ cho những bệnh nhân F0. Và cái dự định của em sau này thì em cũng muốn đi theo con đường yoga để em phục vụ cho cộng đồng. Anh cũng thích đi du lịch hả? Thích. Thì nói chung là trước là lo công việc làm không à. Ừ. Nhưng mà thời gian sau cái trong cái nhóm của anh em khách hàng này kia nữa, với bạn bè lập cái nhóm khoảng 7-8 người nam thanh niên vậy đó. Lo cái đi chat đi. Vậy là anh Vàng cũng Vàng đi phượt đúng không? Không, cái này đặt đi ấy, đi theo tour hả? Theo tour luôn, tại vì có con bên quen con du lịch. Dạ. Tại vì em cũng là đứa thích du lịch, nhưng mà em thích dạng là du lịch tự túc hơn là du lịch theo tour hay đoàn. Và khi mà các hoạt động thiện nguyện của em á, cũng có khi cũng đi khắp nơi giống như là Huế, Đà Nẵng, Hội An. 35 tuổi nè. 35 có nghĩa là cái đó là một cái cột mốc mà nó cũng là một kỷ niệm của em. Thì khi mà đến 35 tuổi thì cái thời điểm đó thì em mới có ý định là lập gia đình. Lúc xưa thì nhà em cũng có một số biến cố. Và sau này đến lúc mà 35 tuổi thì em vẫn còn đi học. Giống như là em vừa học vừa làm á. Là năm 35 tuổi thì lúc đó là em cũng vừa mới tốt nghiệp đại học. Là em học thêm cái bằng kế toán của em. Anh có hay thường về quê không? Ít lúc có 8 thì về, tại công việc cũng ít thì về lắm. Về phải giao công việc lại người khác. Đồ ăn ngon không? Hấp dẫn quá ha. Chị Tường cũng ra tranh thủ ăn bụng no liền. Rồi bây giờ nãy giờ trò chuyện được nhiều chưa? Dạ cũng chắc khá. Rồi cho chị mời bạn em vào hỏi thăm vài câu nhé. Mời em vô đây. Hello, chào em gái. Trời dễ thương quá. Rồi hai người mối quan hệ với nhau như thế nào? Biết nhau được bao lâu rồi em? Dạ em với chị Phương thì biết nhau trong những chuyến đi từ thiện á. À. Dạ chắc cũng hơn 5 năm. 5 năm rồi, đi từ thiện hơn 5 năm rồi. Dạ. Rồi thế theo em thì chị Phương là người như thế nào? Hòa đồng, ừ. Dễ chịu với mọi người, tức là ai chị cũng có thể nói chuyện được hoặc làm quen được. Nhưng mà cái khó là bây giờ chưa có chồng đó. Bây giờ chưa có chồng đó. Dạ nó khó đó chị. Có kén. Dạ kén lắm luôn. Mà em thấy anh này thích đi du lịch, với lại cái cá tính cũng hòa đồng vui vẻ thì em nghĩ là chắc cũng hợp với chị Phương 90% đó. Sao chọn? Trò chuyện với người ta vài câu coi. Là em gái người ta đến không chào gì hết trơn. Dạ. Cố gắng đi anh chỉ cần đi với chị Phương là được. Dạ. Để có dịp nào thì từ thiện là anh không đi nhưng mà anh gửi. Anh nên đi từ thiện với chị đi. Ở đây chị khác chứ ở ngoài từ thiện chị dữ hơn nữa đó. Trời ơi, bà quảng cáo thì ta sợ ổng đó, ổng nó có cơ hội ổng mới đi rồi. Nói nghe cái này chắc ổng không đi luôn quá. À, cũng hy vọng nên đó là qua một lần đổ vỡ hôn nhân thì lần này anh với chị Phương thì cũng hàn gắn anh chị sẽ thành công hơn. Ta chưa nhưng mà kêu hàn gắn. Anh chị sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội. Cố gắng hay sai. À, cảm ơn em rất là nhiều nha. Chúc em nhiều sức khỏe nha.
Đó, đó là ý kiến của bạn bè. Trời sao cổ nhìn ở dưới mà cổ thấy hợp 90% ghê vậy. Tôi ở đây mà tôi chưa dám nói 90% mà cổ dám nói 90% luôn, ghê. Rồi giờ chị hỏi Tròn nè. Về quan điểm của em thì em nghĩ nếu mà vợ chồng lấy nhau thì cái kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Cái đó không quan trọng chị. Cái người quản lý tiền này thì là quan trọng, là mình thu chi, mình chi những cái gì cho đúng phù hợp thôi, trong cuộc sống thôi. Nhưng mà có nên là mỗi người có nên có cái quỹ riêng không? Cảm thấy nó không được gần gũi, cảm thấy người đó giữ tốt, giữ tiền mà hay có nó hợp phù hợp thì cứ giữ. Còn công việc hoặc là thu chi mình đi xã giao hoặc là đám tiệc gì đó thì cái người giữ phải đưa chi ra. Phải đưa ra, phải chi ra đúng không? Cái là mọi thứ là em muốn công khai chứ em không muốn là riêng riêng là em không thích đúng không? Về quan niệm con cái thì sao? Em muốn có mấy cháu? Thật ra thì em cũng lớn tuổi rồi, có thì cũng mong muốn có 1 đến 2, nhưng mà quan trọng là trời có được hay không. Trời cho ha. Dạ. Rồi hôm nay đến với chương trình từ nãy giờ thì hai bạn cũng trò chuyện với nhau, cái cảm xúc của em như thế nào? Dạ thì nói chung là cũng có một chút cảm xúc cho người bạn chỗ anh Tròn. Ngày hôm nay thì với thời lượng như thế này thì cũng không thể nào tìm được với nhau kỹ được. Khi mà em đã xác định là đến đây thì em cũng muốn hai người cho nhau một cơ hội. Tròn dạ. Thì Tròn có suy nghĩ như thế nào? Cảm xúc thì cũng nhiệm ngộn, bẻ tay bẻ chân hoài ông này. Bây giờ nè, nãy em nói là em có tập yoga phải không? Dạ. Em qua đây, em đứng lên. Em chỉ cho ảnh vài động tác yoga nào mà đàn ông có thể cho nó tự tin, nó vẫn chạy đứng yên, ảnh không bông rung chân không. Chứ ảnh đứng anh cứ nhịp chân hoài hà. Rồi, bây giờ với cái anh này thì chỉ cho ảnh đi. Em nói cho ảnh anh làm thử có được không? Nói chung là chỉ cần một động tác đơn giản thôi. Anh hai chân anh đứng khép lại. Thả lỏng thông qua cơ thể anh ra thôi. Rồi từ từ hít vào, vươn tay lên. Mình tập thể dục. Đúng rồi, là tập đúng rồi, hít thở nó rất là tốt cho sức khỏe. Ra. Nhất là buộc cô với thả lỏng. Hít thở 3 cái cho khỏe buổi sáng nè. 1, 2, 3. Để lên vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra, đi về chỗ không điểm. Chán ghê luôn á. Rồi thôi bây giờ chẳng qua cho vui cho các bạn thoải mái với có sự tương tác với nhau để coi mình có cảm xúc, có cái nguồn điện gì nó qua hay là nó có cái tình cái gì hay chưa. Tại vì như chị Tường chốt lại, cái thời gian trên chương trình nó rất là ngắn, nó không đủ để mà mình hiểu nhau, nhưng mà nó sẽ cho mình đủ để mà cho mình suy nghĩ là đối phương có thể là một cái cơ hội, một cái tiềm năng để mình tìm hiểu hay không, hoặc ít nhất mình cũng đo được cái cảm xúc là mình có một cái sự xao xuyến hay rung động gì hay không. Mình lớn hết rồi, nếu thật sự mình cảm thấy có tiềm năng mình nên nắm bắt cơ hội và dành thời gian để vun đắp thêm, tìm hiểu thêm thì nó mới đi đến được kết quả. Còn nếu mình cảm thấy là chương trình giới thiệu cho mình người này, mình ngồi nhưng mình chưa có rung động, mình chưa có cảm xúc, mình có quyền từ chối. Cho nên hãy bấm nút bằng sự mách bảo từ trái tim của mình, bấm nút bằng lý trí, bằng tình cảm và cái suy nghĩ đúng trong lòng mình. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò bấm thật mạnh, nếu không đồng ý có quyền lặng lẽ lấy tay ra. Nhớ nha, hãy lắng động lại. Mời hai bạn nhắm mắt. Suy nghĩ thật kỹ. Em không thích người giả dối, có nghĩa là em muốn thêm cái gì thì cứ thẳng thắn ngay từ ban đầu. Rồi em có ngại khi một người đàn ông đã từng gãy đổ không? Dạ không, tại vì ai cũng có cái quá khứ gì đó hay là một lần đổ vỡ. Nhưng mà cái đổ vỡ cũng không đánh giá được cái họ là người như thế nào. Tròn dạ. Thì Tròn có suy nghĩ như thế nào? Cảm xúc thì cũng... Hết thời gian. Sao Tròn không bấm? Lý do gì mình thiếu? Giống như nãy chị nói là chưa rung động xúc. Vì sao em lại không bấm? Hay là em nhạy cảm, em biết trước anh không bấm nên mình không bấm? Vậy em có bấm cho anh đó chứ. Có bấm hả? Dạ. Chị có thấy đâu. Người ta nói bấm là phải mạnh nó mới ra là có bấm. Dạ. Vậy là cái số rồi bấm mà cũng không được, không lên đèn. Thực chất là khi đến đây thì em cũng muốn hai người cho nhau cơ hội, nhưng mà nếu như là cơ hội đó nó không đến với mình thì nó cũng không sao. Thật ra giống như chị nói đó là cũng là một cái sự văn minh lịch sự cho nhau. Dạ. Dù sao thì hôm nay chúng ta cũng có cơ hội để trải lòng. Chị chúc cho hai bạn được nhiều sức khỏe nha, thành công trong cuộc sống và sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp với mình để đi cái hành trình phía trước còn rất là dài của cuộc đời. Đúng
xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media.